Thưa anh chị, em cũng có coi video qua, em thấy trên mạng, em thấy cũng sự đau xót, chua xót trong hoàn cảnh. Anh chị thì mất mát con trai, còn vợ Văn Long thì đã mất chồng, con Văn Long thì đã mất cha. Em thấy hoàn cảnh đó anh chị ơi, thôi rất là em đau lòng. Anh chị ơi, hãy thương con cháu mình đi. Mình thì làm ông làm bà, máu mủ mình đã ra thì con mình cháu mình làm sao bỏ được chị, ruột sao rứt ra được chị. Em cũng cầu xin chị để chị thương tình mà cho cháu mình được có ông bà nội, cha đã mất rồi. Anh chị hãy thương cháu cho nó có được ông bà để nó không tủi phận sau này. Anh chị ơi, em chỉ xin anh chị thôi chứ em không dám nói lời gì hơn. Em xin anh chị để cho cháu mình được có một cái gia đình đầm ấm, để có ông có bà có mẹ mà là mất cha rồi. Anh chị ơi, em rất là đau lòng, rất là đau xót vì nhìn thấy hoàn cảnh cháu mà nó đòi cha. Em đau lòng ơi là đau lòng luôn. Anh chị nghĩ tình lời của em đã khuyên anh chị, xin anh chị. Vì cái cảm nhận đó, em cũng cảm nhận em cũng là một người làm ông làm bà rồi, thì em biết cái sự mất mát như thế nào đã rồi. Anh chị thương cháu mình đi, đừng để cho nó vất vả mà bơ vơ. Người ta còn nhận trẻ mồ côi về nuôi mà, không chi mình ruột già của mình dứt ra. Người ta còn đem tiền cho những kẻ mồ côi, những người mồ côi, cha mồ côi mẹ, không chi con mình đã mà ra đi rồi mình để bỏ bơ vơ cháu mình. Chị, anh chị nghĩ lại mà thương tình con cháu mình đi, đừng để cho nó bơ vơ nữa nha. Em chỉ mong sao anh chị nhận lời của em chia sẻ để xin anh chị, chứ anh chị đừng bỏ bỏ lòng em mà bỏ lời nói khuyên của em. Vì em cũng là một người chia sẻ tình thương anh chị. Em biết anh chị đang sự cũng là đau đớn vì mất mát mà chị, đau lắm. Cháu mình cũng vậy chị, mình cảm nhận được, còn cháu mình còn trẻ quá chị, còn nhỏ quá chị. Nó mất cha, nó kêu cha thì không có cha. Nó lớn lên nó tìm cha nó ở nơi nào chị? Thì chỉ có ông có bà, có ông nội bà nội. Trong khi đó em cũng đau lòng, em nghe tiếng cháu nội của chị mà kêu cha, em thấy trên đó em cũng đau lòng lắm rồi. Không chi mà ruột gà của chị gứt ra như vậy. Thôi em có bao nhiêu lời em khuyên chị suy nghĩ để mà thương cháu mình nha chị nhé. Thì qua sự chia sẻ của cô Sáu, tại vì cô Sáu cũng rất là xót xa, rất là chạnh lòng khi mà cô Sáu xem được đoạn video ngắn về ba mẹ của anh ca sĩ Văn Văn Long lại khước từ đi đứa cháu thân yêu của mình, chia sẻ lên cộng đồng mạng một dạy rất là dạy sống, không chỉ riêng mình mà tất cả mọi người, ông bà cô chú bác lớn tuổi, sau khi mà nghe được cái sự chia sẻ đầy đau thương của cha mẹ Văn Văn Long á, nói rất là đắng cay, bởi vì dù gì đó cũng chính là đứa cháu máu mủ ruột thịt của mình. Một lần nữa cũng hy vọng là ba với mẹ của ca sĩ Văn Văn Long hãy suy nghĩ lại đi, suy nghĩ lại mà thương cho đứa cháu của mình, dù gì anh đã ra đi không bao giờ trở lại. Đó, cũng suy nghĩ lại mà thương cho cháu.